Xin chào các bạn, trong cuộc sống, các bạn có bao giờ tự hỏi nếu cho hai loài bọ đấm nhau thì loài nào sẽ giành chiến thắng chưa? Hôm nay Husky Review lại đem tới cho các bạn top 10 trận đấu bọ có khả năng sẽ hấp dẫn. Chúng ta sẽ đi từ top 10 trước nhé. Xếp hạng thứ 10 là trận đấu giữa bọ ngựa và nhện thợ săn. Nhện thợ săn ở Việt Nam còn được gọi với cái tên là nhện chuối. Chúng sống phổ biến ở các vùng nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới. Bạn có thể dễ dàng bắt gặp loài vật này ở Úc, Mỹ hoặc Nhật Bản. Với giác quan nhạy bén và có tới 8 con mắt thì nhện chuối rất thích hợp để so găng với bọ ngựa. Sau khi được thả vào cùng một khu vực thì hai đối thủ bắt đầu có những bước thăm dò lẫn nhau. Càng tiến lại gần, sự căng thẳng giữa hai bên càng tăng cao. Chúng liên tục ra những cú đòn siêu nhanh để thăm dò đối thủ. Tốc độ của chúng nhanh đến mức camera phun hướng dẫn cũng không thể bắt kịp. Bọ ngựa bất ngờ lao vào tấn công nhện. Trong một giây ngắn ngủi đó, nhện đã kịp tung ra liên hoàn đấm không trượt phát nào vào mồm bọ ngựa. Sau khi tóm được con mồi, nhện liền sử dụng vũ khí của mình là cặp răng nanh siêu nhọn cùng với nọc độc gây tê liệt đối thủ ngay lập tức. Bọ ngựa giỏi võ là vậy, nhưng đối mặt với một đối thủ quá chênh lệch về trình độ thì thất bại là điều tất yếu. Top 9 là cặp đấu giữa bọ hung lửa và dế mèn. Bọ hung lửa là giống bọ bé nhất trong họ nhà bọ hung, nhưng được bù đắp bằng cặp càng vô cùng mạnh mẽ. Tuy cơ thể nhỏ bé nhưng chúng vẫn sở hữu những đặc tính của loài như siêu sức mạnh, vỏ ngoài siêu cứng. Ngoài ra, chúng còn có siêu tốc độ vượt trội so với họ hàng kiến vương chậm chạp nhưng to xác. Con dế mèn đã phát hiện ra bọ hung và chuẩn bị đi săn. Với người dân Việt Nam thì dế mèn không phải là động vật gì quá xa lạ. Chúng ta đều biết sự lợi hại của nó qua lời kể của nhà văn Tô Hoài trong tác phẩm Dế Mèn Phiêu Lưu Ký. Chênh lệch về kích thước giữa dế mèn và bọ hung lửa là khá lớn. Vừa bắt đầu trận đấu, bọ hung lửa đã lập tức lao vào ăn thua với đối thủ. Ông này bé người mà máu chiến y như tên gọi vậy. Sau một hồi giằng co thì dế mèn đã cắn được vào phần bụng mềm lòi ra của bọ hung, làm bọ hung đau quá buông dế mèn ra và chạy mất. Ngay sau đó, bọ hung quay trở lại cắn ngược vào bụng dế mèn để trả đũa. Dế mèn từ bé đến giờ chưa gặp thằng nào láo như thằng này. Đã thế nó còn rất máu chiến và cắn rất đau nữa. Bọ hung lửa giành chiến thắng thuyết phục trước đối thủ to lớn gấp đôi mình. Trận thế chiến giữa kiến và ong lọt vào top 8 bảng xếp hạng. Nguyên nhân trận chiến là do họ nhà kiến mua 2 lít mật của nhà ong với giá 215.000 đồng. Nhưng khi về nhà kiến lại phát hiện ra mật này là mật giả, nên họ nhà kiến hẹn họ nhà ong ra một cành cây gần đó để giải quyết vấn đề. Vừa gặp mặt, kiến đã lao vào đấm ong túi bụi. Lợi thế của kiến là khả năng cơm bạt bầy đàn, phối hợp rất nhịp nhàng để khóa chân đối thủ. Ong tuy có nọc đốt ở đuôi, nhưng mục tiêu quá nhỏ như kiến thì vũ khí này coi như phế. Tốc độ bay nhanh của ong cũng vô dụng khi kiến liên tục núp dưới các góc khuất và hẹp của tán lá. Ong tuy đối đầu rất tốt với những động vật to hơn, nhưng khi gặp loài kiến thì lại thảm bại, cho trừ cái tội bán mật giả đi này. Top 7 của danh sách là một cặp đấu giữa hai loài dường như không có sự liên quan nào hết. Đó là cua và đỉa. Con cua này trông thấy đỉa ngon mắt định lao ra húc, nhưng nó đã vô tình chọc phải tổ kiến lửa. Con đỉa cay cú vì bị kẹp một phát đau điếng, nó đuổi theo và tấn công vào phần trong bụng cua. Chúng ta thật may mắn vì có thể quan sát hành động của đỉa qua lớp vỏ mỏng ở bụng cua. Con đỉa này sẽ đeo bám vào cua cho tới lúc một trong hai con chết. Chiến thuật của đỉa là gây khó chịu, đồng thời đuổi hết con mồi của cua đi làm cua chết đói. Con đỉa có thể nhịn ăn hàng tháng trời nên trận chiến này đỉa giành chiến thắng. Top 6 cuộc chiến sâu bọ có khả năng sẽ gay cấn giữa kiến cảng và kiến sư tử. Kiến sư tử là loài kiến không làm tổ và sống đơn lẻ. Đây là loài kiến có cặp càng mạnh nhất trong dòng họ. Chúng sinh tồn bằng chiến thuật đào hố cát rồi chui vào đáy hố nằm rình mồi. Bất cứ loài côn trùng nào lọt vào hố tử thần này đều trở thành mồi của kiến sư tử. Cơ thể đầy lông của kiến sư tử cho phép nó cảm nhận toàn bộ động tĩnh bên trong hố cát, nên dù con mồi có nhẹ chân tới đâu, nó vẫn có thể cảm nhận được. Khoảnh khắc mà kiến càng bước vào hố bẫy, nó đã bước một chân sang thế giới bên kia. Kiến sư tử liên tục hất cát ra ngoài để cát bị trôi xuống dưới, kéo theo con mồi của mình. Sau đó, nó dùng cặp càng siêu khỏe tóm lấy đối thủ và kéo chúng xuống lòng đất. Lòng đất là lãnh vực của kiến sư tử nên nếu chui xuống đây so tài thì kiến càng chỉ có nước thua. Cuộc chiến giữa bọ sát thủ và nhện yêu tinh được đánh giá top 5. Nhện yêu tinh có thể ngụy trang khá tốt cùng kỹ năng dùng tơ bắt mồi tuyệt đỉnh. Trong khi đó bọ sát thủ lại vô cùng cẩn thận. Vũ khí của nó là chiếc vòi rất nhọn và cứng cáp. Khi hai bên gặp nhau, nhện yêu tinh đang giả dạng thành một cành cây dính tơ nhện. Trên tơ dính thêm một chút mật hoa tỏa ra mùi thơm ngào ngạt, làm bọ sát thủ không cản nổi bản thân cứ thế tiến tới cái bẫy của nhện. Chờ cho con mồi lấn sâu vào bẫy, nhện lập tức vồ lấy bọ và gói gọn nó trong cục tơ của mình. Bọ sát thủ chưa thể hiện được gì đã lăn ra chết, gặp đối thủ khó nhằn như nhện yêu tinh thì dù có là cao thủ võ lâm cũng bị đấm cho vỡ alo. Ngoài thiên nhiên, rất khó để các bạn có thể chứng kiến một trận chiến giữa hai loài, dù cho là hai loài đó sống cùng một khu vực. Top 4 trận chiến có khả năng gay cấn giữa nhện cửa sập và rết. Hai loài này có chung môi trường sống sa mạc và thường xuyên chạm trán nhau. Nhện có giác quan siêu nhạy bén và cặp răng nanh to dài. Chúng bắt mồi bằng cách đào hang rồi đứng ở cửa, chờ cho con vật xấu số nào đó đi qua thì vồ lấy. Trong khi đó, rết có bộ radar rất dài gắn trên đầu, giúp nó có thể phát hiện ra mọi vật xung quanh trong phạm vi 1 mét.
nó còn có nọc độc có thể gây tê liệu hệ thần kinh của đối thủ ngay lập tức. Theo bạn thì loài nào sẽ giành chiến thắng? Nhện đang nằm trong hang bắt mồi thì bị phát hiện ra bởi rết. Rết lập tức tiến tới và xông vào hang nhện. Với số lượng chân áp đảo thì rết dễ dàng khóa chặt được nhện. Sau đó tiêm ngay 2 lít nọc độc gây tê liệt đối thủ và cuối cùng là rết ta chỉ việc từ từ thưởng thức bữa ăn của mình. Top 3 trận chiến có thể gay cấn, để cho công bằng thì cặp đấu này sẽ diễn ra giữa hai loài có thể hình không quá khác biệt. Đó là bọ ngựa khổng lồ rừng nhiệt đới và bọ lá gai nâu. Tuy là động vật ăn cỏ nhưng bọ lá gai được trang bị bộ giáp siêu cứng và có gai nhọn từ đầu đến đít. Còn bọ ngựa trông có vẻ bình thường, nhưng thực chất nó nhanh và mạnh gấp 4 lần các loài bọ ngựa khác. Không biết kết quả sẽ ra sao đây. Vừa gặp mặt, bọ lá gai đã tiến tới thăm dò đối phương. Bọ ngựa lập tức tóm lấy và cho nó biết thế nào lễ độ. Nó cắn vào các khớp chân của bọ, nơi mà mềm nhất của cơ thể và không có chiếc gai nào. Đúng là con nhà võ, chỉ nhìn phát thôi đã biết đâu là điểm yếu của đối thủ. Vậy là sức phòng thủ của bọ gai đã không thoát được nanh vuốt và sự thông minh của bọ ngựa. Cái kết của kẻ thua cuộc trong tự nhiên hoang dã thì chỉ có một mà thôi. Trận đấu đạt top 2 trong số các trận đấu có khả năng gay cấn nhất thuộc về hai loài nhện, nhện nhảy xanh và nhện nhảy càng dài. Trong hai con nhện nhỏ bé dễ thương nhưng thực chất, chúng là một trong số các loài động vật đi săn nguy hiểm nhất hành tinh. Nhện càng dài với tầm đánh cực xa có thể khiến con mồi bất ngờ vì nghĩ khoảng cách không thể đủ để bị bắt. Trong khi đó, nhện nhảy xanh lại sở hữu tốc độ siêu nhanh, nó có những bước di chuyển rất bất ngờ, khiến cả đối thủ cũng giật mình vì không theo kịp. Lợi thế của hai con về hình thể, sức mạnh và khả năng quan sát là như nhau, nên trận đấu này khá là khó đoán khi một bên là sức mạnh tuyệt đối, một bên là bản năng vô cực. Hai đối thủ liên tục thăm dò nhau. Nhện càng không may đã dính phải lưới bẫy do nhện xanh để lại. Thừa cơ hội, nhện xanh lao lên cắn ngập răng vào đầu đối thủ, tiêm chất kịch độc và đưa đối thủ về với cát bụi. Nhìn chú nhện xanh đáng yêu, không ai nghĩ nó lại là một kẻ đáng gờm trong thế giới của côn trùng đến thế. Top 1 sẽ cực kỳ lôi cuốn khi cho một con bọ cạp cây solo với một đàn kiến. Kiến nổi tiếng là rất đoàn kết và cực kỳ máu chiến khi gia đình của mình bị đe dọa. Vậy một con bọ cạp cây, loài bọ cạp nhỏ chuyên sống trên cây, quanh năm chỉ ăn bọ dẹp, có thể chống lại sức mạnh đoàn kết của bầy kiến không? Lúc đầu, chỉ là một con kiến phát hiện ra vị trí con bọ cạp. Bọ cạp nhanh chóng kết liễu nó, nhưng đó lại là một sai lầm chết người. Vì việc giết con kiến đã giải phóng ra một phản ứng trong cơ thể đã chết của nó và sinh ra một mùi hôi rất đặc trưng, hấp dẫn những con kiến khác. Chỉ sau 3,141592 giây, đàn kiến đã bu xung quanh bọ cạp và lao vào tấn công. Bọ cạp dù kiên cường đáp trả nhưng lượng kiến vẫn không ngừng tăng lên. Sau khi chú bọ cạp chết vì kiệt sức, đàn kiến hân hoan mang chiến lợi phẩm này về tổ của mình. Vậy mới thấy dù kẻ thù có to lớn và mạnh mẽ thế nào, cũng không thể chiến thắng được sự đoàn kết và chấp nhận hy sinh thân mình vì lợi ích chung của đàn. Vậy là kết thúc top 10 trận chiến bọ có khả năng gay cấn rồi. Các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Go go!